mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch. Ông định trốn tôi tới bao giờ? Tao không có thời gian với mày. Chắc tao xin rút thôi. Anh Sĩ à? Sao cô biết tên tôi? Anh phải giống như là sái ca Hàn Quốc ấy. Chắc tôi nghĩ tôi sẽ kiếm gì khác làm. Nếu mày muốn từ bỏ thì mày phải nhớ lý do tại sao mày bắt đầu. Sẽ không làm cho anh nữa đâu. Chào mừng cô em đã trở lại. Không hiểu sao tôi lại đi vay tiền dùng cho anh nữa. Anh mà quỵt là tôi chết luôn.